tên ngươi là gì? Thưa chủ nhân, phen này chết chắc rồi, nhưng mà mình chết cũng không được liên lụy tới Hitomi. Dạ, tên của thần là Selena. Bịa đại cái tên để hắn có tra thì cũng không liên quan gì tới cậu ấy. Mà Selena cũng có nghĩa là nguyệt, mình đâu có nói xạo đâu. Ngươi lui xuống đi. Dạ. Ủa, không giết sao? Chỉ hỏi tên thôi hả? Vậy mà làm thế ghê. Sao rồi, sao rồi? Chủ nhân có làm khó cô không? Xin lỗi nha, tôi quên mất, tôi quên chỉ cô cách pha trà rồi. Không sao đâu, mà cô đã bớt đau bụng chưa? Đỡ nhiều rồi. À, cô có bao giờ gặp người cá chưa? Tôi có nghe nói, nhưng mà chưa gặp bao giờ hết á. Nghe nói là ở Đông Hải có bộ tộc người cá, nhưng mà rất là bí ẩn. Vậy có cách nào để gặp được họ không? Ở thư viện Dương Thành chắc là sẽ có thông tin về họ đó. Vậy thì làm sao để có thể đi tới đó? Hả? Cô đùa hả? Dân thường như chúng ta làm sao vào được Dương Thành? Tại tôi ở trên núi xuống nên không biết rõ lắm. Hiện giờ chúng ta đang ở Quả Thành, còn Vương Thành là trung tâm của đế quốc, là nơi ở của các trưởng lão. Chúng ta có 4 vị tướng, mỗi vị cai trị một thành. Trong đó, Hỏa Thần Elios, chủ nhân của chúng ta, là người trấn giữ Hỏa Thành. Hồ Thần giữ Hồ Thành, Xa Thần giữ Xa Thành. Ủa, khoan đã, tại sao 4 thần mà lại chỉ có 3 thành, còn Long Thành đâu? Long Thần á hả? Long Thần là một thằng trai vô dụng, tối ngày ở quả cung ăn chực không à, lại còn đánh bạc, đổ thừa gán nợ cho chủ nhân nữa chứ. Cũng tại hắn mà chủ nhân mang tiếng gì giới tính, tới giờ vẫn chăn đơn gói chiếc kìa. Trời ơi, nghĩ tới là sôi máu luôn á. Thần gì mà tai tiếng dữ. Trời nhất là ăn chực không à. Vậy là mình có được chút manh mối rồi. Ủa, đó là người hậu của Hỏa Cung mà. À, chắc cô ta đang hái thuốc cho phòng vật liệu. Đến lúc anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Và sau đó đương nhiên là không thể thiếu một màn lấy thân báo đáp. Dơ áo rồi, nhớt nháp thật đó. Đành phải chờ khô rồi hẳn về cung vậy. Hỏa Cung không tuyển đàn ông, ngươi trà trộn vào đây có mục đích gì? Long Thần Sole thật ghê gớm, hắn đến gần mà mình không hề phát giác. Sao khuya rồi mà Hitomi còn chưa về nữa? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Phải đi tìm thôi. Về rồi sao không vào? Tôi mới vừa về thôi. Thật ra tôi đã về lâu rồi, nhưng không biết phải đối xử với cậu như thế nào nên mới chần chừ không vào. Bên ngoài lạnh lắm, vào phòng đi. May quá, cô ấy vẫn tỏ ra bình thường. Theo như cậu kể thì giờ chúng ta sẽ tìm cách đến Vương Thành đúng không? Đúng vậy, phải tới đó thì mới kiếm được thông tin về người cá. Mà thôi khuya rồi, đi ngủ thôi. Cậu ngủ trên giường nha, mình ngủ dưới đất. Không được, cậu ngủ trên giường đi, cậu là con gái mà. Nhưng mà cậu đang bị thương. Không sao đâu, cậu ngủ trên giường đi. Không, bỏ tay cậu ra. Nhưng chỉ có một cái chăn thôi. Cậu còn từ chối nữa thì chúng ta ngủ chung đó.
Cậu có biết mỗi lần nằm cạnh cậu tôi khó chịu lắm không?